Trong chương trình thì xin được trân trọng kính mời toàn thể các anh chị sẽ cùng đến với tiếng hát của Ngọc Kỳ Lân qua một sáng tác của ca nhạc sĩ Duy Khánh, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng đón nghe. Ngày mai ta xa nhau rồi,
sống.